Anh Vinh Quang ơi, khi xem những hình ảnh vừa rồi thì không biết anh Vinh Quang có nhận ra ai không ta? Minh Tâm hỏi câu hỏi rất là đơn giản. Các chị đồng nghiệp của mình mà còn không nhận ra nữa thì thôi luôn đó. Nhờ có các anh chị mà chúng ta mới có những tin tức để mà nhanh chóng chúng ta đến quý khán giả mỗi ngày. Và nhân ngày Nhà báo Việt Nam 24 tháng 6 hôm nay, Vinh Quang và Minh Tâm xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và những gì tốt đẹp nhất đến tất cả những người làm báo. Và trong tiết mục trà trưa hôm nay, nhóm phóng viên thời sự DNRTV sẽ chuyển đến quý vị ghi nhận ý kiến, mong muốn các doanh nghiệp về báo chí Đồng Nai trong thời gian qua, cũng như những chia sẻ của người làm báo chúng tôi. Tôi cũng thường xem ca trên báo Đồng Nai hoặc là đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, thì tôi thấy rằng là báo chí cũng rất là hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động hoặc là đã phản ánh các cái tâm tư nguyện vọng hoặc là các cái sự kiện thực tế phát sinh trong cuộc sống tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mình hoạt động minh bạch, hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, không có các cái gì mà nó mang tính chất là mặt trái của xã hội, thì mình nghĩ là rất là tốt với ở góc độ là tiếp xúc với báo chí. Bởi vì là khi mình tiếp xúc với báo chí như vậy thì được nhiều người biết đến mình, thì mình có cơ hội mình phát triển được. Một doanh nghiệp như chúng tôi thì cũng đã từng bị những phóng viên làm phiền. Tuy nhiên là tôi đánh giá rất là cao với cái hoạt động báo chí cũng như là truyền thanh, phát thanh truyền hình tại Đồng Nai. Mặc dù là trong thời gian gần đây thì có một sự tiến bộ, tuy nhiên rằng là để có thể đáp ứng hơn được với cái nhu cầu cuộc sống thì tôi nghĩ là các bạn phóng viên và báo phải thực sự đổi mới hơn rất nhiều. Tôi cũng chỉ mong là báo chí đưa tin kịp thời đối với các cái những vướng mắc của doanh nghiệp. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng quý báo đài trong cái ngày báo chí Việt Nam. Chúc đến toàn thể tất cả các anh chị em biên tập viên cũng như những cái người đạo diễn rồi quay phim truyền hình vân vân, những cái lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và mong rằng các anh chị luôn đầy đủ sức khỏe, luôn có những cái bài viết đầy trí tuệ, trách nhiệm. Không biết rằng là anh Vinh Quang có cảm nhận điều gì khi xem những ý kiến vừa rồi không? Đó là vui buồn lẫn lộn đó Minh Tâm. Vui vì cảm nhận được sự xem trọng của các doanh nghiệp về vai trò của báo chí chúng ta trong phát triển kinh tế. Còn buồn vì vẫn có doanh nghiệp bị một vài nhà báo làm phiền. Đúng vậy đó anh Vinh Quang. Bên cạnh những sự nỗ lực tận tụy yêu nghề của rất nhiều nhà báo thì vẫn còn tình trạng làm báo bất chấp nguyên tắc căn bản, làm xấu đi hình ảnh đẹp, uy tín, danh dự của người làm báo. Đơn cử gần đây nhất là tại Bắc Giang xảy ra vụ việc nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình, báo Thương hiệu và Công luận tống tiền 70.000 đô la Mỹ một doanh nghiệp Trung Quốc và bị bắt quả tang. Rồi trước đó là vụ hai nhà báo bị can Phan Dũng và Nguyễn Văn Uẩn tống tiền cảnh sát giao thông ở Tiền Giang đã bị khởi tố. Vâng, và bên cạnh một vài hạt sạn trong làng báo thì chúng ta có thể thấy những người làm báo chân chính luôn rất nhiều và báo chí ngày càng phát triển, khẳng định vai trò trong sự phát triển chung của xã hội. Thưa quý khán giả, vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe được những cái chia sẻ về cảm nhận cũng như là mong muốn của các doanh nghiệp về báo chí. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng nghe chúng tôi, những người làm báo ở Đồng Nai, chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà làm báo về lĩnh vực kinh tế. Và lúc này đây thì bên cạnh tôi là chị Hương Giang, nhà báo Nguyễn Thị Hương Giang của báo Đồng Nai, cũng phụ trách về lĩnh vực kinh tế. Xin chào chị Hương Giang ạ. Chị có thể cho khán giả biết là chị làm báo được bao lâu rồi, và trong quá trình làm báo như vậy thì khi mà tiếp cận với các doanh nghiệp mà để phỏng vấn thì chị có bị các doanh nghiệp từ chối chưa ạ? Thì tôi làm báo cũng hơn 10 năm và tôi làm trên cái lĩnh vực kinh tế. Trong cái quá trình mà tác nghiệp thì tôi cũng gặp gỡ nhiều các cái doanh nghiệp, có những cái doanh nghiệp thì họ rất cởi mở với báo chí, có những cái doanh nghiệp thì họ cũng chưa hiểu hết về báo chí thì họ cũng ngại ngần khi mà tiếp xúc với báo chí. Nên là cũng có những cái doanh nghiệp khi mà tôi đặt vấn đề muốn làm việc với họ, hỏi thêm cái thông tin thì họ từ chối, đặc biệt là những cái lĩnh vực gì mà nhạy cảm thì nhiều doanh nghiệp người ta cũng rất là ngại ngần trong cái chuyện mà gặp gỡ với báo chí. Nhưng mà có sau khi mà tôi có những cái trao đổi với họ cụ thể từng cái lĩnh vực thì cũng có người ta cũng đã phối hợp với báo chí rất tốt.
Rõ ràng là cái việc mà tiếp cận các đối tác là các doanh nghiệp để mà mình có một bài phỏng vấn thì không phải là dễ, đôi lúc rất là thuận lợi nhưng mà đôi lúc cũng rất là khó khăn. Và một câu hỏi dành cho chị Giang nữa là chị có cảm thấy ngại không khi mà một số doanh nghiệp họ cứ nghĩ rằng báo chí mình tiếp cận với họ là vì một cái lợi ích gì đó? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là thực ra cũng có một số doanh nghiệp người ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi thì tôi không ngại vấn đề đó. Và tôi có những cái khi mà doanh nghiệp người ta ngại cái vấn đề đó và họ nói thẳng, cũng có khi họ từ chối khéo. Nhưng mà trước khi mà tôi gặp doanh nghiệp hoặc tôi muốn liên hệ một vấn đề gì đó, tôi thường nói thẳng và tôi cũng nói là cái thông tin này là tôi cần cái thông tin và cần bên họ ấy hỗ trợ và đăng trên báo Đồng Nai. Và cái thông tin này không phải mất tiền hay là trả thêm một cái khoản phí gì nữa. Thì tại vì có những cái doanh nghiệp họ không hiểu, họ cứ nghĩ là nếu như mà khi lên báo hoặc lên đài thì trả một cái khoản phí gì đó. Thưa chị Giang, là trong thời gian tới thì để tiếp tục cái nghề báo phát triển hơn, chị Giang có mong muốn điều gì ở doanh nghiệp trong cái việc phối hợp giữa hai bên để mà làm tốt cái nhiệm vụ công tác tuyên truyền cũng như là hỗ trợ được doanh nghiệp trong cái phát triển kinh tế? Tôi mong muốn rằng là các cái doanh nghiệp thì sẽ càng ngày càng phát triển và tôi cũng mong muốn là họ sẽ cởi mở hơn với báo chí. Thực ra báo chí là để vừa là cái hỗ trợ họ trong cái mà mở rộng hoặc là xây dựng cái thương hiệu, và cũng khi mà họ cởi mở với báo chí thì tôi nghĩ rằng những cái vấn đề mà ví dụ như là doanh nghiệp có thể, những cái vấn đề doanh nghiệp chưa làm được hay chưa làm tốt, báo chí có thể phản ánh cũng là một cái kênh để cho họ có thêm cái thông tin mà xây dựng cái thương hiệu của mình tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị Hương Giang rất là nhiều. Chúc cho chị Giang nhiều sức khỏe và tiếp tục thành công hơn nữa trong sự nghiệp báo chí. Vâng, thưa quý vị, qua đây thì hy vọng quý vị có thể hiểu hơn về nghề báo của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng là tiếp tục trong thời gian tới sẽ có nhiều đóng góp hơn cùng với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai.